Hôm bữa mình đã cho các bạn coi về con robot hút bụi lau nhà của Xiaomi, con X10 Plus á, là cái dòng cao cấp nhất của Xiaomi rồi. Vậy thì hôm nay á, mình xuống một cái dòng mà khá là cơ bản để coi coi là nó có đủ tính năng để mà nó dọn dẹp nhà cho các bạn hay không ha. Đây là Xiaomi Robot Vacuum S10, mình gọi tắt nó là S10 cho gọn. Rồi bây giờ mình vào video chia sẻ luôn ha. Nếu như các bạn nhìn cái hình dáng của con Xiaomi S10 này và các bạn thấy nó quen quen á thì đúng rồi đó các bạn. Nó chính là cái phiên bản nâng cấp của con Xiaomi Robot Vacuum Mop Pro mà mình cũng đã từng mua và đã từng chia sẻ với các bạn hồi năm 2020 2021. Thì đối với lại con Mop Pro á, lực hút của nó yếu hơn và thời gian dùng pin của nó không có được tốt như là con Xiaomi S10 mới này. Lực hút của con Mop Pro trước đây chỉ có 2100 Pascal thôi lên con S10 nó đã được tăng lên thành 4 Pascal rồi tức là ngang với lại rất nhiều những con robot tầm trung và thậm chí là cao cấp trên thị trường hiện nay Ngoài ra cái dung lượng pin của nó cũng được tăng lên chút xíu Thời gian dùng pin của con này theo Xiaomi nói là 130 phút Trong khi đó con Mop Pro trước đây thì nó chỉ có khoảng 100 phút mà thôi Thì ngoài hai cái điểm cải tiến nó ra thì những cái tính năng cơ bản khác của nó khá là giống với lại con Mop Pro Thứ nhất nó có thể hút bụi được cho các bạn đương nhiên rồi bây giờ ở thời điểm này thì bất kỳ con robot nào đến từ các thương hiệu lớn á, đều có thể hút nhà sạch sẽ hết 4.000 Pascal là con số rất là dư giả để mà dùng ở nhà của chúng ta hiện nay dù là các bạn dùng với sàn gạch sàn gỗ hay là thậm chí là với thảm về tính năng lâu nhà thì con Xiaomi S10 á nó chỉ có một cái dẻ cố định như thế này thôi và nó sẽ lôi cái dẻ đó đi. Nó không có được hai cái dẻ xoay như là con X10 Plus hay là X10 mà mình đã cho các bạn coi. Thì đương nhiên rồi, giá của con S10 này rẻ hơn khá là nhiều mà cho nên mình mới nói cái tính năng của con S10 á, tính ra thì nó khá là cơ bản xét về bình diện của một con robot hút bụi. Nếu như mà ngân sách của các bạn không quá rộng rãi nhưng mà các bạn vẫn muốn có một cái nhà sạch sẽ và khi mà các bạn đi làm về thì nhà đã sạch rồi thì đây S10 là một con mà các bạn có thể cân nhắc. Cái tính năng hút bụi của nó đó sẽ đủ tốt để thay cho cái việc mà các bạn phải đi quét nhà mỗi ngày. Còn về lau nhà thì nó chỉ lau sơ sạch sẽ thôi Có thể là một hai ngày thì các bạn vẫn sẽ phải lau tay lại để cho nó đảm bảo là sạch và thơm ha và đừng quên là mỗi ngày á, các bạn nhớ lấy cái khay này ra nè Và tháo cái dẻ để giặt cho nó sạch Chứ nó không thì nó sẽ bị hôi Tại vì cái dẻ này sau khi nó lau xong á, thì nó ẩm ướt và nó còn có vi khuẩn này nó nữa Nếu như mà các bạn không lấy ra và giặt nó Thì để tới ngày hôm sau á, nó thúi lắm Nó chay cái thúi đó đi khắp nhà ở cái lần làm việc kế tiếp là tiêu quá nha Cho nên là nhớ dọn vệ sinh cái dẻ này ha nếu như mà các bạn không muốn dọn dẻ, các bạn coi lại cái video con X10 Plus mà mình chia sẻ hôm bữa đi Siêu nhàn luôn Con này thì giá rẻ hơn cho nên là chấp nhận tay chân xíu một trong những cái điểm khác biệt nhất của Xiaomi Mop Pro trước đây và bây giờ là Xiaomi S10 đó là cái khả năng lau nhà theo hình chữ Y của nó Cái hình của nó giống như hình xương cá hơn là chữ Y dài Thì khi mà nó lau theo cái mô hình như thế này là nó đang mô phỏng là cái việc mà các bạn đẩy một cái dẻ tới lui và nó có tách là chỉ nhánh hai bên nữa Thì như vậy nó sẽ lau nhà hiệu quả hơn mặc định cái tính năng lau nhà theo hình chữ y dài này là nó không có được bật lên nha các bạn cần phải vào trong app á các bạn nhớ bật cái tính năng này lên thời gian lau nhà lúc đó nó sẽ lâu hơn một xíu đó nhưng mà mình nghĩ là thêm 15 20 phút nữa để cái nhà của mình nó sạch sẽ hơn thì cũng không phải là vấn đề đúng không tại vì đằng nào con robot này nó cũng tự chạy mà bạn đâu cần phải canh nó đâu cứ để cho nó tới giờ mà nó hoạt động thôi à sẵn nói về vụ hẹn giờ á thì con Xiaomi S10 Plus á, nó có đầy đủ hết tất cả những cái tính năng phần mềm ví dụ như là các bạn có thể vẽ tường ảo, vẽ vùng cấm đi, hẹn giờ cho nó hoạt động các bạn có thể chỉnh được cái mức lực hút và cái mức độ ướt của dẻ tùy theo ý thích của các bạn thậm chí với từng phòng khác nhau các bạn có thể xét những cái mức độ làm việc khác nhau tùy theo độ dơ của phòng nữa ha những tính năng này thì cơ bản rồi tất cả mọi con robot hút bụi trong hệ sinh thái nhà thông minh của Xiaomi đều có thể làm được hết thật ra con S10 chưa phải là con rẻ nhất mà Xiaomi đang bán ở Việt Nam đâu nha con S10 này á, là nó vẫn còn trên một con đó là E10 sắp tới mình cũng có cái video chia sẻ với các bạn luôn con E10 nó rất là rẻ thì con S10 nó hơn con E10 ở chỗ là nó có cảm biến LiDAR này nè các bạn thì bây giờ các bạn đi mua robot hút bụi thì nên ưu tiên có cảm biến LiDAR nếu như mà kinh phí cho phép tại vì lúc đó nó sẽ scan bản đồ tốt hơn nó định vị tốt hơn và cái cách mà nó di chuyển các bạn sẽ thấy là nó thông minh hơn rất là nhiều và như vậy tức là nó sẽ bao phủ được cái diện tích nhà của bạn trong một thời gian ngắn hơn và đảm bảo hiệu quả dọn dẹp khi đó nó sẽ cao hơn ha Hiện nay con Xiaomi S10 này giá của nó lanh quanh đâu đó khoảng chừng 8 triệu Và Xiaomi còn có thêm những cái chương trình khuyến mãi tặng quà giảm giá này nữa nữa Cho nên là khi mà đã áp dụng vào hết rồi thì giá của nó cũng khá là tốt Các bạn có thể liên hệ với lại những đại lý của Xiaomi Mình có để cái link ở bên dưới phần description đó để các bạn coi thử ha Đặc biệt là từ ngày 17 tháng 3 cho tới ngày 26 tháng 3 khi mà các bạn đi mua con Xiaomi S10 này Thì các bạn sẽ được tặng thêm một cái quạt thông minh Mi Standing Fan Highlight Ngoài ra các bạn còn được giảm thêm 500.000 đồng và có hỗ trợ trả góp 0% ha Có một cái chia sẻ nhỏ đối với lại con Xiaomi S10 mà các bạn cần để ý đó là Đi kèm theo nó, nó sẽ có một cái hộp như thế này Thì đây là cái hộp mà nó vừa đựng bụi và nó vừa đựng nước để mà nó lấy và lau nhà luôn thì với cái hộp này á, các bạn nhớ là không có được nhúng nước nữa nha tại bên trong nó có cái bơm điện để mà nó điều chỉnh cái độ ướt của cái dẻ đó cho nên là mỗi khi mà các bạn cần châm nước á, thì các bạn mở cái nắp này ra nè rồi các bạn châm nước vô thôi rồi sau khi mà châm xong rồi thì lau sơ nó rồi lắp nó vậy là trong máy rồi đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về con Xiaomi S10 như mình nói lúc đầu đó con robot này nó cơ bản thôi nó vừa đủ để mà hút bụi cho các bạn và nó cũng có thể lau nhà sơ cho các bạn. Nếu mà các bạn muốn thì vài ngày các bạn lau nhà lại thủ công cho nó ngon lành. Ở ngoài con Xiaomi S10 thì còn một cái nữa nếu mà các bạn đi Google thì các bạn sẽ thấy là con S10 Plus. Thì con S10 Plus nó hơn con S10 này ở chỗ là cái cảm biến phía trước của nó để né vật cản đó, tốt hơn rất nhiều. Và thứ hai là nó xài cái cơ chế lau xoay giống với lại con Xiaomi X10 Plus. Thì đó là một cái phần nâng cấp nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể ép thêm tiền vào để có thêm được cái tính năng lâu nhà sạch hơn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video sau. Cảm ơn Xiaomi đã cho mình mượn con Xiaomi S10 này. Rồi, sắp tới còn một cái video nữa mình chia sẻ với các bạn về con Xiaomi E10 là con rẻ nhất hiện nay của Xiaomi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ha. Bye bye.